Cho xin phép cho xin chào tất cả mọi người hôm trong trong live ha. Thì thật ra hôm qua nó đợi mà nó load cái live chat á rất là lâu, cho nên là JC mới phải đợi tới đến tối khoảng 12 giờ 11 giờ mấy 12 giờ. Lúc đó mình mới coi được cái live. Xong rồi có mấy người quá khích, nếu mà không thấy mình xuất hiện đừng buồn, tại vì JC đã xin phép chứ. Là mình nói chuyện với nhau giống như là bình thường, đừng có đem súng đạn, súng ống rồi tầm vong vạt nhọn, có thì cất giấu để không thôi thì như vậy là có làm cho mình cảm thấy là ở đây là giống như mình đi cãi nhau á. Đúng rồi, tiếp phim này Hoàng. Nói thật là mình nhìn trong cái live chat này á, có chút xíu nó vui mà nó buồn. Bao lâu rồi mình mới gặp nhau quý vị? Lâu rồi ha. Có những cái nick rất là quen thuộc ngày xưa. Thôi thì welcome mọi người hết. Thứ nhất là khi mình coi lại cái live chat á, Tracy xin lỗi là tóc tai nó không có được đàng hoàng. Mà cái như vậy thì mình không tôn trọng người nhìn thì tức là mình không tự tôn trọng mình. Cái đó cho Tracy xin lỗi. Cái thứ hai nữa, nói chuyện mà theo cái tật quen rồi cứ đưa ngón tay như vậy, xin lỗi, cái đó cái hành động đó nó cũng không được đẹp lắm. Thì Tracy cố gắng nha, mà lỡ có bung một ngón như vậy thì tại vì quên, chứ không phải là cố ý chỉ trỏ bất cứ người nào ha. Thì có một đêm tới sáng mà hết hồn. Em đã làm gì đâu, em đã chạm vào đâu mà quá trời người lên đập em thế này. Tội nghiệp con bé. Tức là mọi người á, làm YouTube mình không biết là cái khoảng thời gian họ làm YouTube bao lâu, mình không có biết. Mà có nhiều cái lấy chữ bỏ mồm JC không cần, tại vì JC lớn rồi, em có chứng minh nhân dân nè, em biết lái xe nè, cho nên là thôi đừng có đem chữ bỏ vô miệng của em, tội nghiệp em lắm. Thì các anh chị, các anh các chị có quan điểm của mình, JC luôn tôn trọng. Không có, thậm chí mình biết khi mà người ta lên like, có lỡ ai kêu mình vô nghe, mình biết người ta nói sai về mình á, không vô bình luận. Tại sao? Mình vô bình luận thì giống như là mình bắt người ta phải nghe quan điểm của mình, cho nên mình im lặng để mình nghe quan điểm của người ta. Ok, anh xin. Cho em một phút nha, em phải đi kêu... em phải nhờ ánh sáng khói lửa của em nha. Còn em là mấy cái vụ này mà em đụng vô cái đâu là bể cái đó đó quý vị. Cho em chờ âm thanh ánh sáng của em cái nha. Daddy, can you turn off the light? They make my face red. Just one night is okay. Khổ thân âm thanh ánh sáng khói lửa nhà em. Thì em trở lại đi. Thôi đừng nói chịu khó, nếu mà lỡ thì chịu khó đi nha quý vị. Quý vị nói cái em bị phân tâm. Thì em tôn trọng quan điểm của mọi người, thì đừng có áp đặt cái suy nghĩ của mọi người mà bắt em là phải suy nghĩ giống như mọi người. Tại tên em là Tracy Clark, chứ em không phải là Chiến Trần, em không phải là Tuyến Phạm, em không phải là Tiffany Hoàng. Mỗi người là một cái cá thể khác nhau. Em có thể mình đồng quan điểm nhưng còn suy nghĩ, thôi để em tự em suy nghĩ giùm em, thôi đừng có giúp em suy nghĩ là em cảm ơn lắm ha. Rồi, nếu mà ai nói em để cho đa đề vào đánh phá Quỳnh, mấy người nâng cao quan điểm quá, nâng cao quan điểm quá. Cái suy nghĩ đó là suy nghĩ thiển cận. Rồi ai bảo em là em đi nước này để em rút ra khỏi vụ kiện, các anh chị có bị dại không? Hỏi em câu đó có bị dại không? Em là người đóng tiền mà. Tại sao em phải vô em tại sao em phải rút ra khỏi vụ kiện?
Em phải đi theo vụ kiện, chỉ là em không làm ủy quyền nữa. Em không đóng góp nữa, hết tiền rồi. Tại vì mua qua bên đây thì mở thêm một cái chi nhánh nhỏ nữa. Em không đóng góp nữa, thế thôi. Chứ ai bảo em rút ra khỏi vụ kiện, nói như vậy là nói dại rồi. Còn nói mà để cho đa đề vào đây đánh phá cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì mọi người đang xem thường cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô là ai mà người ta đánh phá được? Mình khi mà mình bình luận, mình muốn binh cho cái người mà mình yêu thương bình luận khéo một chút. Nếu mà không khéo thì hóa ra là anh chị đang coi thường cái người mà mình yêu thương, đúng không nào? Hoặc là ai bên nhóm Quỳnh nói là cho bên đây qua đánh phá đa đề, vậy thì mình cũng coi thường bên đa đề. Ở đây ai cũng như nhau nhá, mình phải như nhau. Không ai cần đánh phá ai, bởi vì mỗi một cá thể. Các bạn quên rằng là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã từng nói không cần ai bên cổ, một mình cổ cũng có thể tự bảo vệ. Các anh, các chị lo chuyện gì? Hay là các anh, các chị đang tự lo cho cái suy nghĩ của mình là mình không biết mình đúng hay sai? Bao nhiêu đó cũng đủ thấy là cái lập luận của mình nó không có chuẩn rồi, không có chính xác. Ngày hôm nay, hôm qua Tracy bị đập, có đau đầu chút xíu. Nhưng sau đó, anh xã, anh nhà biểu, không nghe ai hết. Kênh là của em. Em nói những cái gì mà cần phải nói. Ai muốn đập, muốn đánh gì thì đập, đánh. Nhớ một điều, nhớ giùm Tracy một điều. Khi mà đem tin nhắn hay là thu âm quăng lên, các bạn có thể làm được, Tracy cũng có thể làm được. Mà chưa chắc gì những cái điều mà Tracy có, Tracy đưa lên, nhiều khi các bạn bị hụt hẫng nữa. Cho nên mình tránh cái trường hợp này. Mình cứ có cái gì mình nói cái đó. Xin lỗi nha, phải đi một dạo trước khi mình trả lời ha. Tại vì Tracy nói một lần thế này thôi thì lần sau mình sẽ không nói nữa. Thì ai cũng có một cái suy nghĩ riêng, ai bên này cũng nói kiểu này. Dạo này thì mình thấy cũng có nhiều cao nhân đó, những cái YouTube trước đây mà chửi bới gì, bây giờ cũng có cao nhân đứng sau lưng, vậy thì tốt rồi, vậy là good. Cao nhân nào mình không cần biết, nhưng mà biết cái nói chuyện mà mình biết giảm cái chữ, từ ngữ chửi, hay là biết cái dùng từ để xoa dịu người khác, vậy là tốt rồi. Tracy không có dám nói là mình là người như vậy. Thiệt ra là mình thị phi đó. Tự nhiên vô một cái, bên này đập bên kia đập bên nọ. Mình ở, tức là hai bên đập nhau, em đứng giữa làn đạn quá vậy. Nhưng mà cái làn đạn này em tắm dưới làn đạn luôn. Nhưng mà mình đã chọn thì mình phải chịu ha. Rồi. Mọi người á, cứ nói thêm một cái cảm tính là yêu ghét, thì người ở Việt Nam mình á, nghĩ sao mình không quan trọng ha. Tại vì người Việt Nam mình thì gần gũi nhau, có những cái mà giống như là đi thẳng vô bếp nhau, mở nắp nồi ra này kia, chứ ở bên Mỹ thì nó cũng không có cái chuyện đó. Cho nên là dĩ nhiên là cái giữa mình và người Việt Nam sẽ có khác nhau. Ở đây em không kỳ thị, mà em nói là cái cách hành xử, cái cách ứng xử của mọi người ha. Còn nếu mà có những người mà ở Mỹ mà có cái suy nghĩ giống như là kêu đặt cái suy nghĩ cho em, thì cái đó gọi là gì, gọi là tự do ngôn luận. Ai chọn phe gì thì cứ chọn. Và cũng để tránh cái chuyện mà mọi người nói em chọn phe, em đứng độc lập. Còn nếu mà mấy chị mà cứ hô hào công bằng, công lý, đã công bằng với cái người mình đang nghe chưa? Mọi người có quyền yêu ghét. Bây giờ nếu mà ai chơi dơ thì ai chơi cũng được. Thiệt. Giống như là giờ ghét con nhỏ này ở Việt Nam, đập nó hay gì, hay là thằng kia, dễ lắm. Nhưng mà quan trọng là mình có làm được, mình có cho phép bản thân mình làm chuyện đó hay không. Ai muốn like, ai muốn đọc,
ai muốn níu kéo, ai muốn hô hào, ai muốn khích tướng thì cứ tự nhiên. Tracy sẽ không quan tâm và sẽ không nghe nha quý vị. Thì mình phải là người ta thì mới hiểu được, còn nếu mà không là người ta thì ngồi đó phán dễ lắm ha. Ok, thì tại vì cái ở đây mình sẽ không có những cái em lúc mà em xuống live chat đó quý vị, em nhìn cái live của em á, em không có nhìn thấy được cái live chat, mãi tới tối em mới nhìn thấy được. Thì cái người đầu tiên cái người đầu tiên mà em nhìn thấy cái live chat đó là cái bạn Thích Thị Phi. Ủa không phải, quên nói lộn. Xin lỗi nha. Thích Thị Hỏi. Trời ơi chết tôi. Nói vậy tự nhiên mai này cậu này chị này anh này mà bị cái này thì bị cái dính vô cái tên Thích Thị Phi là lỗi của chơi xì. Xin lỗi nha. Cho em xin vài phút nha quý vị. Em không phải là YouTube cho nên là em hơi lòng cộng. Nãy giờ em có chỉ tay chỉ chân vậy không? Em ráng đó nha. Thì cái câu hỏi đầu tiên là nãy tôi có theo dõi chị trên kênh, thật bất ngờ khi biết rằng chị là người được ủy quyền trong vụ kiện và thông tin vụ kiện phải cập nhật từ chính phe đa đề. Để tránh oan ức cho đôi bên, tôi hỏi chị một vài câu. Chị là người được ủy quyền và hiện đã rút lui. Dạ. Dạ em. Chị em xin trả lời cái chị mà Thích Thì Hỏi ha. Dạ em là người được ủy quyền và bây giờ em chính thức rút lui. Mọi người có nghe không vậy quý vị? Thứ hai, thông tin vụ kiện chị không được update từ văn phòng luật sư hay ít ra từ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nếu mà nói là bắt đầu mình quan sát cái vụ kiện là trong khoảng thời gian đó giữa mình với Quỳnh có chút xíu về vấn đề cá nhân ha. Mình không có nói chuyện tại vì mình nói chung là lúc đó mình bước ra. Thì mình muốn update cái vụ kiện, mình có email cho luật sư. Nhưng mà nó rất tòm vô cái khoảng không gian nào đó mình cũng không biết nữa. Cho nên mình không có trả lời. Thứ ba, tại sao phải là từ Như Quỳnh chị mới có thông tin vụ kiện? Chị có đủ thẩm quyền để hỏi yêu cầu họ trả lời khi là người chị đóng góp, thậm chí là người được ủy quyền? Ok, cái này để mình nói. Thì cái lúc mà mình ký cái giấy ủy quyền đó thì mình cũng có nói với luật sư là mình tin tưởng luật sư hoàn toàn. Rồi mình làm ủy quyền thì Quỳnh có soạn cho mình một cái đoạn nói là chị gửi cho luật sư như vậy, em cũng soạn cho Tú như vậy đó, tức là những thông tin thì cứ qua em đi rồi em sẽ thông báo lại cho mọi người. Em xin phép cả nhà, em mời cả nhà uống cà phê nha. Trời lạnh trời nóng gì thì em cũng uống cà phê đá hết. Em xin phép. Rita Trần, tại vì á mình cho cái nick này cầm cờ lê á Rita, là tại vì đặt những cái câu hỏi mình không biết gây hấn hay gây gì nha. Mình chủ yếu là mình thấy hỏi những cái câu hỏi mà nó sát, thành ra mình cấp cờ lê. Thật sự là không biết ai hết nha quý vị. Một vài người em cấp và một vài người anh nhà nhìn cái nick. Rồi ngày hôm qua anh phải bỏ vô nghe cái like của mình chuyển qua dịch á, thì anh mới bỏ cờ lê. Rita thông cảm nha. Tức là mình thấy người nào đặt câu hỏi sát á thì mình cho cờ lê. Mà thông cảm mọi người, nếu mà mọi người yêu quý mình thì nói rồi đó, mình bỏ ba cái vũ khí ở ngoài cửa ha. Dạ, cửa nhà em ngay đây. Bước ra, bỏ xuống.
Hai chánh nghe hú mà hú lòm kiên lị. Xong rồi chết rồi, em đi xa vấn đề, em đi xa quá, em sẽ quay trở lại. Thì Quỳnh có soạn một cái tin nhắn bằng tiếng Anh, thì tức là chị cứ gửi cho luật sư, em cũng soạn cho Tú, thì có gì luật sư sẽ liên hệ với em. Luật sư sẽ liên hệ với em và em sẽ cập nhật thông tin cho chị, vì chị bận không. Cái lúc đó thì mình thấy mình thấy là nó hợp lý, tại vì lúc đó mình vừa phụ anh nhà, mình phải làm cái tiệm. Lúc đó thì đã bán cái tiệm đó cho cô bạn, nhưng mà cô bạn mắc bận đi về Việt Nam đánh ghen, thành ra mình lúc đó mình phải mình phải bất đắc dĩ giữ tiệm cho bạn. Rồi rồi sau này, giống như hồi nãy mình nói, rồi sau này có một cái khoảng thời gian mình bước ra từ từ cái clip bị chửi, mình bị anh nhà nhăn, rồi mình bị cái cậu là con của mình á, còn con của Patrick thì anh chàng đó Mỹ, anh không hiểu gì. Cái anh con trai lớn của mình, anh nói con hủy kinh, con không nghe nữa đâu. Rồi một ngày đẹp trời, lúc tự nhiên sáng sớm vừa ngủ dậy, mình đang nghe nhạc lưng tưng, anh cầm phone xuống, anh dí vô mặt mình nguyên cái hình. Lúc đó cái lớn tiếng nữa chứ, bao nhiêu năm mình, từ lúc mình quen mình lấy anh lần đầu tiên, mình thấy anh lớn tiếng với mình. Lúc đó bị giống như là bị hết hồn. Trời ơi, tôi được cưng quá mà, sao tự nhiên ở đâu tự nhiên mới sáng sớm ngủ dậy, tóc tai pyjama còn mặc, rồi cầm cái phone dí vào mặt mình, cái này là cái gì? Trời ơi, hết cái hồn. Lúc đó đó có chuẩn bị bước ra, cũng có comment ở trong kênh là mình không thích chửi lộn, rồi mình còn tự chống chế giùm cho cổ, mình giúp cho cổ chống chế. Cái này em xin lỗi nha, và xin lỗi nhất là cô Lan, chứ xin lỗi cô, thật sự là xin lỗi cô. Lúc đó mình mới chống chế cho cái người đó, người mà mình đi chung. Mình có nói là người ta cởi áo tu chửi nó, thì giờ nó cởi áo nhà nhân quyền nó chửi người ta. Anh chỉ nói mình một câu như vậy. Nếu thật sự cái level của người ta ở đây, mà bạn đó ở trên này, mà bạn đi từ trên đó bạn xuống, bạn ngồi ngang cho bạn này chửi, thì hình ảnh ai đẹp ai xấu mình không có ý kiến gì. Ai muốn làm gì làm, ai muốn đấu tranh muốn làm gì làm. Mình đơn thuần nghĩ là đó là người chị em của mình, thì mình bảo vệ. Và bây giờ mình mới thấy là mình bậy bạ quá. Thì giống như Tracy, cái live hôm qua Tracy nói, mình bị cuốn vô lúc nào không biết. Rồi có nhiều cái nít á, lúc đó có nhiều cái nít vô hỏi mình vậy chứ, tại vì cô chị Si không chửi bậy, tại vì cô chị Si không chịu nhiệt. Đúng, em chính vì không chịu nhiệt cho nên em không phải là nhà đấu tranh. Lúc đó em chỉ có thần tượng bố mẹ thôi nha, nhưng mà nếu nói ngưỡng mộ, em rất ngưỡng mộ những người dám đấu tranh. Em thấy ngưỡng mộ lắm. Thì có những người mà vô comment, mình không biết người nhà hay như thế nào mình không biết. Lúc đó mình bị nói là tại vì mình không chịu nhiệt. Bằng nếu thử là mình, có một bạn hỏi, mình có đọc sơ sơ ha, là có một bạn cũng nói là nếu mình là JC
mấy anh mấy chị á, nhiều khi yêu thương á, bỏ cảm tính vô. Nếu mà mình đã là người bình thường muốn ngồi nói chửi tay đôi, ngồi xuống chửi tay đôi. Bởi vì mỗi một cái áo mình khoác lên là mình phải cần phải có trách nhiệm với nó. Vậy thôi, còn ai đúng ai sai ở đây mình không nói, mỗi người là một cá thể khác nhau ha. Nếu cô kia có cái hành động vậy thì đó là cổ chứ mình là mình. Thành ra mình không áp đặt suy nghĩ của mình vô cổ, nhưng mà đính chính cho cổ cái lúc mà bị anh nhà cường nữ là có nha quý vị. Là có. Là mình tự đính chính cho cổ, chứ thiệt ra nhiều khi cổ cũng đâu có cần. Nhiều khi cổ cũng đâu cần mình đính chính, mà tại mình tài lanh nha. Cái này mình tài lanh. Xin lỗi cô Lan nha. Tại vì lúc đó thì mình chây xì trong cái đầu của mình, cái phản xạ rất là nhanh, tích tắc như vậy. Tức là cô đó là bạn mình phải bảo vệ cổ. Thì mình quay qua mình nói với anh chồng, thì người ta cởi áo tu chửi nó, thì bây giờ nó cởi áo đấu tranh để chửi lại. Chị xin lỗi. Ok, bây giờ mình quay lại. Em đi xa quá nữa rồi. Thì rồi câu hỏi kế tiếp, câu hỏi số 5 là ai là chị có biết ai là người đứng tên Jack Account không? Và theo tôi nghĩ chị và những người đóng góp cần phải biết điều này, đúng không? Dạ, người đứng Jack Account là văn phòng luật sư nha mọi người. Cho nên là mình, nếu mà mình có suy nghĩ là cô đứng tên Jack Account là mọi người sai nha. Thì bạn hỏi mình thì mình mới nói là ok như vậy. Với cái 50.000 đầu tiên tôi gửi vào cái Trust Account á, thì tôi gửi thẳng vào Trust Account lúc đó. Tam Nguyễn, Tracy cứ nói vụ kiện đúng sai thôi, đừng nói bụng binh nữa. Tam Nguyễn ơi, nếu mà Tam Nguyễn nóng quá, Tam Nguyễn cho đây in and out hay là check in the box hay là mì ăn liền, thôi Tam Nguyễn đi ra chơi giùm, đi ra ngoài đi nha, bạn nôn nóng quá hả. Có ai mời bạn Tam Nguyễn đi chơi giùm mình đi. Tracy cứ nói vụ kiện đúng sai thôi. Ủa bây giờ tại sao mình phải nói cái đó trong khi mình chưa biết gì? Ai cũng đang chờ mà, đúng không Tam Nguyễn? Trúc Trần hỏi gì vậy em? Chào Trúc Trần, em đặt dấu hỏi gì vậy cưng? Rồi, thì bạn nào nóng lòng thì thôi, nếu mà mình không phải làm YouTuber chuyên nghiệp, bạn nóng lòng thì thôi ngồi ngoài ngồi nghe chơi đi ha. Thì lúc đầu á, cái 50.000 đầu mình gửi thẳng vào Trust Account. Sau này á, thì vì gửi Trust Account thì nó qua công đoạn này kia, nó mình không có thời gian. Trần Dương, sao chưa có hợp đồng mà tiền chi ra luật sư vậy, không có sai à? Vậy có sai không chị? Chị thì cái này chị không biết cái vận hành của nó như thế nào nha em. Vì như vậy, giống như chị nói đó, nội tại sao chị phải xin lỗi chị Lan hả? Không, chị không xin lỗi cô Lan. Chị em chút chừng nói như vậy là sai nha. Ý chị là như vậy, tức là chị không thích người ta chửi thề, chửi tục qua lại. Và cái này nó cũng không có ở trong nhà chị ha Trúc Trần. Nhưng mà khi mà anh la chị, anh nói cái này là như thế nào, tự chị nói là người ta cởi áo tu chửi nó, thì bây giờ nó phải cởi áo nhân quyền để chửi lại. Cái này là mình vô lý. Bởi vì ai cũng lớn rồi thì muốn quánh nhau, muốn chọi gì, chọi mắt gì, chị phải đính chính. Và về sau này khi mà chị biết được là cổ cũng đâu có cần chị đính chính, ai biểu chị đính chính chi rồi giờ chị kể.
Ok chúc Trần ha. Mỗi người là một quan điểm nha cưng. Có thể cưng nghĩ là không việc gì phải xin lỗi. Chị thì khác ha chúc Trần ha. Thông cảm. Bởi vì giống như chị nói, chị là chị. Rồi đừng có sau cái này thì mọi người nói là chay xì nó hèn. Không, hèn cũng được. Nhưng mà mình giữ được cái giáo dục của bố mẹ. Không sao hết. Chay xì là bố mẹ, gia đình hàng đầu. Tức là lỡ mà mình mở mồm sai, người ta chửi mình á, thì tức là bố mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Đúng, trong sự việc này thì cả hai bên đều lớn hết, thì họ tự giải quyết. Cho nên việc gì chị phải đi đính chính với anh. Em hiểu chị nói không? Chị không cần phải đính chính với anh Patrick. Chị không cần phải đi đứng lên bảo vệ cho cô đó, trong khi cô thừa sức bảo vệ. Chị là ai mà cô là ai mà chị phải bảo vệ? Rồi cái đó là vô lý với chồng chị. Ok, chị xin lỗi nha. Nhưng mà cái nào ấy thì chị trả lời. Có thể câu trả lời của chị không vừa lòng mọi người, nhưng mà chị biết nếu câu trả lời này bố mẹ kia thấy ok, vậy là đúng rồi đó. Vậy là đi đúng đường bố mẹ dạy rồi đó. Thì xí. Thấy không? Bởi vậy hôm qua không dám đọc bình luận là vậy. Đọc xong cứ quên rồi. Thì sau này khi mà mình cảm thấy là mình gửi vào trước account nó có nhiều thủ tục phiền quá, thì mình gieo thẳng vào trong Quỳnh, và mình có để cái tiêu đề là trust account, và khi Quỳnh gửi lại cho mình cái tổng số tiền thì nó khớp ha. Cho nên là nhìn tổng thể, mình JC không có quyền phải đưa cái tiền bạc của người ta như thế nào, đóng như nó vận hành như thế nào, cái đó là sai nha. Tại vì JC không có được quyền đó. Thứ nhất là như thế này, có nhiều người đóng góp ở đây, thì cái đó các bạn có thể qua hỏi bạn như Quỳnh, bạn sẽ cho cái list đó. Còn có những người chỉ là khán giả, chị mọi người với nhau chỉ là khán giả. Ok, em với chị có nói với nhau việc này rồi, đúng, chị với Trúc Trần có nói với nhau việc này, nhưng mà chị chưa nói với mọi người, tại vì cái hành động đó của chị sai ha. Ok, đấu tranh nhân quyền cũng là con người. Chị JC, chị có đặt mình vào tình cảnh của Như Quỳnh bị vu khống nhục mạ cả gia đình. Đúng rồi, Yến Trầm hỏi đúng. Chị có đặt, nhưng mà cuối cùng chị đặt vô á, thì chắc là chị, tại vì chị không phải đấu tranh nhân quyền. Bây giờ chị không có đính chính giùm cô, cô sẽ tự đính chính ha. Nhưng mà với chị không có chửi thề. Vậy thôi. Ok. Thôi bây giờ vậy, mọi người muốn bình luận gì á, thì cái khác bây giờ mình đang trả lời cho cái bạn thích thì hỏi nha, bị loãng vấn đề rồi. Thì thậm chí có lúc Quỳnh đề cập cái chuyện mở GoFundMe. Hồng Lê, bà Lan cũng chửi như Quỳnh rất nhiều, sao Tracy lại xin lỗi bà Lan? Hey, JC xin lỗi bà Lan là vì cái suy nghĩ của JC với cô Lan nha. Còn chuyện Quỳnh với cô Lan tự hai người đó xử, giống như Trúc Trần vừa nói, hai người đó lớn rồi để tự xử với nhau. Mình xin lỗi là vì trước dưới con mắt của chồng mình và con mình đã đính chính giùm cổ, nhưng mà chắc gì cổ đã cần mình đính chính, nhưng mà mình đính chính thì dưới con mắt mình của chồng và con mình mất điểm đó. Ha? Cho nên mỗi người sẽ có suy nghĩ độc lập khác nhau. Cho nên mọi người cũng đừng có vì yêu thương ai bắt JC phải có suy nghĩ của bạn. Bạn là bạn, JC là JC. Vậy đi nha. Rồi có lúc thì Quỳnh có hỏi mình là mở GoFundMe. Mình nói mình thì không thích dính tới tiền bạc. Thì anh nhà nói để anh nhà suy nghĩ, có thể suy nghĩ về cái câu chuyện mở GoFundMe sẽ dùng một cái website của anh. Nhưng mà cái website của anh là anh này, website của anh là nói về những cái new, rồi những cái mà anh cần cập nhật, thì định lấy website đó mở GoFundMe. Nhưng sau cái câu chuyện đó anh quyết định thôi không. Ok, câu thứ 6. Có thông tin Như Quỳnh chi sai cho số tiền, vậy chị có hỏi ngay luật sư vụ kiện Như Quỳnh điều này không, và có được trả lời không? Thông tin chi sai số tiền này thì mình không biết thông tin từ đâu,
Nhưng mà rồi cái thông tin như vậy, cái thông tin đầu tiên hết á, khi mà mình được cập nhật bởi chị Tammy Zitun là văn phòng luật sư là 600 một giờ, và cho cái anh K. Thật sự á nha, để nói thêm một cái này, Tracy sẽ không có muốn nhắc tên bất cứ người nào hết. Bởi vì khi mà nhắc tên á, sợ người ta bị lên thớt, đọc tới, đọc lui. Please, làm ơn mọi người giúp giùm cái mình công bằng chút xíu. Cho nên Tracy hạn chế không nhắc tên. Thì của anh kia đi nha, là 200. Thì cái thông tin mà anh kia lên 200 rưỡi một giờ thì thật sự là mình không biết từ đâu ra. Rồi mình cũng có cái chi trả đó, cái chi trả, nhưng mà thật sự là chỉ đưa cái amount Rita chọn cái amount là cái số tiền á, amount là cái lịch sử là nguyên amount là cái tổng cái số tiền á, chứ thật ra là mình không có được cái giờ nhất định. Là giả tỷ như hôm nay thứ hai tôi làm 2 giờ, hay thứ ba, thứ tư, thứ năm tôi làm 5-6 giờ, cái đó không có. Thank you số tiền, cho nên cái đó không có. Rồi thì tôi có được trả lời nha, tôi có được trả lời từ từ em ấy, tức là cái tổng số tiền tất cả, nếu tổng thể nhìn chung nha, không có cái gì sai ở đây nha quý vị. Chỉ là những người mà có những cái detail hơn á, là cái tổng số tiền đó thì thì cũng gửi là giống như một trên một tờ giấy thôi, tức là cô chuyển cho mình thì như vậy, tức là tổng số tiền. Thì còn cái giờ á, thì là mình không có biết cái giờ rõ ràng, tức là ngày đó trả bao nhiêu đó, ngày đó mình có thấy rồi. À, bạn nói là trong những câu hỏi tôi thường nhắc cụm từ có được trả lời không, nghĩa là chị có được họ trả lời một cách thấu đáo những điều chị hỏi không, hay họ im lặng. Ok, cái này á thì là cái khoảng thời gian mà lúc mà mình chữa lành á, thì mình cảm thấy lúc đó mình bị nặng nề bởi cái áo ủy quyền đó, mình có luật sư riêng đó. Thì lúc đó anh ấy nói chứ em phải quay trở lại để hỏi cô ấy một vài vấn đề. Thì lúc đó là mình cũng có cháu nội thì bắt đầu lúc đó mình, khi cổ nói bé xinh quá này kia, rồi lúc đó mình quay trở lại, cho nên có một cái like là mình quay trở lại. Thực ra là mình quay trở lại là mình muốn hỏi, nhưng mà rồi mình thấy là bây giờ hình như những cái mà mình hỏi á, thì mình trực tiếp hỏi bạn mình rồi. Và nói thiệt nha, có những thứ mà mình phải đi qua bên cái phía đa đề để mình nắm bắt. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà mình chưa nói chuyện lại với bạn Quỳnh, đó là cái vấn đề giữa cá nhân nha. Cá nhân thì mình không có thích nêu ra ở đây. Ai bỏ sỉ bỏ lẻ thì cứ bỏ, mình mà không chơi thì cứ im lặng lướt qua nhau vậy thôi. Còn không cần phải đi giải thích. Rồi tự nhiên giống như mình nói, có một người, có một ngày tự nhiên người này người kia vô trách mình, ủa mình chưa nói gì mà sao người ta biết, thì mình cũng không biết ai giải thích. Không quan trọng, nhớ nhiều khi không quan trọng đâu quý vị. Tại vì biết sao không, mình đi shop bên ông chồng trả tiền, mình trả tiền xe, ông chồng trả tiền luôn, thì những người đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình? Bây giờ nói yêu với ghét nè, bây giờ mình nói mình thương em Tú, thì liệu em ấy có trúng được tờ vé số không?
đúng không? Rồi bây giờ mình nói mình ghét bạn Jessie Phạm đi. Mình ghét bạn Jessie Phạm. Bạn có ốm đi chút xíu nào hay bạn có gầy không, hay không đâu? Không có. Mình cứ im lặng lướt qua nhau. Mình xin lỗi có hai thứ, có hai người nha. Khoan nha, bây giờ mình nói trước cái điều này nha. Bên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, các bạn có thể yêu ghét, nhưng mà bây giờ mình đang nói về sự thật. Năm nay chơi xì 55 tuổi, có hai người chơi xì cảm thấy là mình chưa đúng. Là 55 tuổi khi mà mình không chơi nữa, mình cứ im lặng lướt qua đời nhau, mình lại lôi chị Thâm Mì với anh Lân. Bởi vì lúc đó đó, ai buồn mình chịu nha. Lúc đó Tán Trần, Phú Lan, ôi chửi mình quá trời luôn, mình làm cò. Mình cũng có thể hiểu là mấy bạn, mấy người bên đó tức chửi, nhưng mà với mình mà vu khống, bị đặt, mạ lị, chà đạp là sẽ không chấp nhận. Có thể đó là chiến lược của quý vị, mình không quan tâm, nhưng mà cái người mà vô tội mà đem ra mà đậm vậy, nhưng mà một lần nữa mình sẽ không phải là nạn nhân. Nếu mà nạn nhân thì chắc giờ này còn ôm đầu máu khóc rồi ha. Không nha. Ok, lại dông dài nữa rồi, đi xa quá. Quay lại chơi xì ơi. Thì cái lúc đó mình, khi mà mình im lặng á, mình thì mình email cho luật sư chính của văn phòng bên kia. Thì mình vẫn còn giữ lại email đây, tất cả những cái tin nhắn, tất cả mọi thứ mình đều có đây, để đâu biết mình bữa nào mình được sáng, mình được sáng chói hay sao. Thì luật sư chính không có trả lời mình. Thì lúc đó mình mới ngồi ngẫm nghĩ, à bây giờ mình nhớ rồi, bởi vì mình có soạn cái tin nhắn là mình đã gửi cho luật sư, là mọi thông tin sẽ liên lạc qua Quỳnh, rồi Quỳnh update cho mình. Thì giờ mình tự nhiên mình email cho anh luật sư này là mình ngu, mình sai, đúng không? Rồi, vậy là xong rồi ha. Rồi, câu số 8, trước khi cởi áo theo cách của chị có hoang mang lo sợ điều mình đã và đang làm không? Chị có áp lực hay có ai cố tình gây áp lực cho chị không? Lúc mặc áo thì áp lực lắm, bị vì trách nhiệm ha. Có sợ không? Sợ. Có tổn thương không? Có. Có buồn không? Có. Buồn chứ. Tại vì lúc đầu cái chỉ có ánh mắt của nó theo mình từ Việt Nam về tới Mỹ. Rồi cái line nó nói là khi chị Thầm Mày cởi áo á, thì ê, đừng có nói là mình có cảm xúc là vì mình đang khóc cho mình, hay là mình là nạn nhân hay là gì. Không, mình đang nói về cái nỗi sợ hãi của mình. Tự nhiên giống như mình không nói, mình không cần biết ai đúng ai sai. Bây giờ mình bước ra, mình nhìn lại, đừng có nói mình quay xe hay gì nha. Đang chơi với nhau vui vẻ, tự nhiên cái khi mà không còn cùng cái, tự nhiên mình thấy cái người này, người đem, bị đem lên đập. Tức là họ đập người ta hai bên luôn nha. Mình nói về hai bên luôn. Tức là trời gì? Tức là đem lên mà gọi là sao ta? Tức là phải làm cho người đó nhục, thiệt là nhục mới được. Mình không hiểu. Khoan nói tới người nào chịu đựng hay người nào người kia chịu đựng. Giống như Tracy mới nói,
không chơi nữa, lướt qua đời nhau. Đâu có việc gì mà mình phải chà đạp, sợ chứ. Sợ đến một ngày nào đó người ta lôi mình lên nè. Cho nên á, mọi người nhớ, có những thứ mà giống như mình chơi bẩn mà mình đục YouTube nè, đục Facebook nè, khoét Viber nè, rình Zalo nè, mọi người có thể làm được thì anh chồng mình cũng có thể làm được. À, xin giới thiệu, xin hân hạnh vui lòng giới thiệu, anh chồng mình là IT và hiện thời anh là có một công ty anh hùng với người, và bây giờ anh tự mở một công ty khác, tự một mình anh, và mình làm con sen của anh, mình là nhân viên không được trả lương. Thì nhớ, mọi người làm được, anh cũng làm được, nhưng mà mình không muốn nó đi tới con đường đó quý vị. Còn nếu mọi người nói tôi có sợ không, có sợ một ngày chơi thì bị nêu lên rồi đập, cũng sẽ làm nhục, nhưng mà yên tâm, anh nói rồi, mình cứ unsubscribe tất cả mọi người không nghe. Em là chủ kênh, em cứ nói những điều em cần nói, còn người ta đọc hay người ta ghét, người ta chửi mắng, cái đó là cái cảm tính của yêu ghét. Dạ đúng rồi, Thảo Vũ, mua gì là chồng trả hết. Dạ đúng rồi, nhân viên, nhưng mà em là nhân viên, tức là thích thì làm mà không thích thì ôm cái gối ra salon ngủ đó. Rồi thì có những lúc mà, bây giờ mình nói thiệt á, chứ mình cũng cảm thấy là mình sai đó, sai đó. Tức là nhiều khi bây giờ mình nhìn lại mình không biết có phải mình là mình không. Cho nên có nhiều cái kênh mà nói theo cảm tính yêu ghét, mình sẽ cố gắng không nghe. Và muốn chửi, muốn đập gì thì thoải mái, quý vị thoải mái. Em không có ngồi ở trong cái group của quý vị để mà ngồi đó nghe rồi để quý vị đánh. Bởi vì bây giờ nếu em vô em bình luận của quý vị á, hoặc em nghe á, tức là những thứ mà nó không đúng với em á, thì cái cảm xúc của mình dâng trào lên, mình bực bội. Rồi sao từ cái bực bội, từ cái trong cái tim của mình á, nó lên cái mặt mà ghét của ai á, mình ghét ai hay mình thù hận ai á, cái mặt nó xấu mà nói thiệt, em đã không được đẹp rồi mà nó còn xấu nữa thì ra làm sao quý vị. Thôi, ghét một người á, tự nhiên cái mặt nó xấu lắm. Mà người ta nói ghét của nào trời trao của nãy, mà ghét ghét là mình sẽ gặp đó. Cho nên là thôi, không bàn luận, không, quý vị cứ trong cái YouTube, quý vị muốn chửi muốn mắng cứ tự vui ở trong đó đi. Cứ ngồi xuống cái bàn này, quăng quăng con chơi xì này, nó quay xe, con này là thế này, con kia. Thôi các vị cứ tự vui với mình đi ha, em không có nghe. Quyết định vậy đi nha. Rồi. Rồi thì nói thật là em cũng xin bó tay với những cái giả nít hay lôi đời tư người ta đập hay là gì gì. Nên nhớ nha, em đã nói rồi, ở Việt Nam thì chơi dơ ai chơi dơ cũng được, quan trọng là mình có cho phép không. Chứ máu quý vị màu đỏ, không lẽ máu em màu xanh, đúng không? Em ai cũng làm được, nhưng mà mình không cho phép mình. Còn nếu mà cứ tiếp tục mà có những cái hành động hèn hạ thì em đành phải, ở bên Mỹ này thì em đành phải nhờ tới tới luật pháp. Nên thực sự ra thì ở Mỹ, cái vụ kiện nó xảy ra ở Mỹ, cho nên ở Việt Nam thì thoải mái nói. Cái này chắc mình nhờ Rita Trần thử coi, người ta gọi là cái gì đó, ngồi thoải mái nói, nó gọi là keep courage là gì ta, à, à,
là ngồi cứ gõ cái sự anh hùng nằm trong cái bàn phím á, người ta gọi là gì, là gì mình không biết. Rồi thì có những cuộc gọi hạch sách vô lý á, thì em xin thú thật với mọi người, em không có thực lực. Hỏi em là tại sao không làm mà không làm mà ủy quyền nữa rồi này kia kia nọ, thì em xin nói lại với mọi người, em không có thực lực, em cũng không còn tài lực nữa, em cũng không xứng đáng làm người ủy quyền. Dạ, yeah. Em cảm ơn Nam Kha. Courage. Oh, keyboard courage. Có nghĩa là mấy người Việt Nam mình hay dùng một cái cụm từ. Anh Nam Kha. Một Việt Nam mình có dùng một cụm từ mà em thường nghe mọi người nói á, là tức là mình có cái sự can đảm trên cái bàn phím á, là gì vậy anh? Thì em không có thực lực, không có tài lực, và em cũng không thực sự không xứng đáng. Tại vì khi mà em kiểm chứng lại thì thực sự là mình hơi quá lố, giống như mình đòi hỏi em phải thế này thế kia, nhưng mà em đó là một cá thể thì mình không thể áp đặt em đó được. Cho nên là dạ, Sài Gòn xưa, em xin cảm ơn Cao bàn phím, anh hùng bàn phím. Dạ, hai cái đều đúng đó, anh hùng bàn phím, Cao bàn phím. Cảm ơn mọi người nha. Thì em nhắc lại, em không làm ủy quyền, em ngưng đóng góp, nhưng không có nghĩa em theo vụ kiện nha, vì em có đóng góp mà quý vị. Cho nên là rồi có người bình luận bên Đa Đề là Tracy chỉ nói cho Tracy, không nói cho Đa Đề. Vậy là nếu mà ai nói vậy thì cũng không sai đâu nha. Bởi vì Tracy đã nói Tracy là Tracy. Em sẽ không ở bên đây và em cũng không bên này. Giống như một cậu em nói đó, quay xe đâu phải là quay bên trái, quay bên phải, quay trở ngược lại cái nơi em xuất phát, em ngồi, em nhìn. Cho nên là đúng đó, ai mà nói, em nói cho bản thân em, không nói cho Đa Đề, bởi vì em đâu phải Phan Thiên Em. Đúng không nè? Ha. Rồi cái thứ hai, nếu mà em không bảo vệ cho em thì em làm sao được? Em phải bảo vệ bản thân em, gia đình em trước, cái chuyện xã hội, xã hội kế tiếp. Cho nên em có lần nói với một cô em á, thì gia mà có an thì nước mới bình. Chứ bây giờ có ai mà đi bỏ hết chuyện gia đình rồi đi làm chuyện xã hội, em làm cái chuyện đó không được nha. Dạ, yeah. Rồi, bây giờ em nhìn chung quanh cái phản ứng rồi cái động thái của mọi người thì em sẽ nói điều cần nói mà em không cần phải bên cho ai hết ha. Rồi có người nói với em á là em chỉ nói nửa ổ bánh mì, em làm sao nói hết nguyên ổ bánh mì khi mà em chỉ biết nửa ổ quý vị. Đúng không? Đặt để cho em cái giống như là cái trọng trách lớn quá. Em có phải là người này người kia đâu, em chỉ là em. Em là một phụ nữ rất bình thường. Thật sự ra thì trước khi vào đây nè, em có bao nhiêu cái thú vui của em, mà như là đạp xe đạp, vẽ tranh, hát karaoke đồ các kiểu. Anh nhà nhắc là quá giờ. Cho em xin một tí. Just a little bit. Rồi cái tự nhiên khi vô đây cái em bỏ hết mấy cái sở thích đó của em, rồi cái em bị cuốn vô đây, rồi thì nhiều khi mình cũng không biết là mình đã tốt chưa. Sau khi mình định tâm lại, mình nói chứ mình trước mình sợ nè, mình đang rất là sợ cái khoảng thời gian đó, sợ kinh khủng. Rồi thì bây giờ, rồi sau đó là tổn thương, rồi bên nó có xứng không ta, nó có đáng không. Thế là bây giờ phải tự bảo vệ mình, cho nên mới đứng độc lập nha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, hello Phan Bồ Tát. Rồi thì mọi người nói em chỉ nói nửa ổ bánh mì, em làm sao nói hết được nguyên ổ khi em biết nửa ổ quý vị.
lạc trôi đúng rồi đó anh em, nó bị đi xa quá rồi. Thì nếu mà em ngồi đây mọi người cứ hỏi em, đặt những cái câu hỏi lấn đi xa quá đó thì nếu mà em nói bậy bạ, có ai chịu trách nhiệm giùm cho em không? Đâu có đâu, phải không? Không có ai chịu trách nhiệm được cho em hết. Nếu mà em có cái gì đó, đâu có ai chịu trách nhiệm cho em. Tức là quý vị muốn nghe sướng cái tai, xúi em nói cho đã cái miệng, thế là chồng con em khổ không được. Rồi xin hỏi là nếu mình nói ghét Tú không, chị xin thưa, chị xin nói với Tú chị không có ghét nha. Nếu mà mình không có duyên thì thôi nha cưng, chị là không ghét. Tại vì giống như chị nói, chỉ là với chị, cái trong từ điển của chị chỉ là thích không thích. Chị thích thì chị nói chuyện, còn không thích chị không nói chuyện. Chứ còn ghét hay không ghét thì giống như chị sĩ nói, mình ghét từ cái bụng nó lên cái mặt, rồi cái mặt mình xấu không được. Mình sợ xấu, bản thân đã không được đẹp rồi mà bây giờ còn xấu hơn nữa thì tệ lắm. Bởi vì nếu mà chị có ghét em á, hay là chị thương em, cái thu nhập của em nó cũng không lên và không xuống ha. Bây giờ chị sĩ cảm ơn mọi người đã lắng nghe ha, và ngày mai mình sẽ tiếp tục nha quý vị. Nếu mà mình mà có lên trễ á, thì hát vài câu hả? Thôi vậy để em mở bài hát nha. Mọi người có muốn nghe không? Có một người muốn nghe thôi mà mình mở vậy, có mình có giống như cái kiểu mà khoe khoang quá không? Mọi người có muốn nghe một bài hát trước khi mình ngưng cái like không? Và mọi người ơi, nếu mà ngày mai mà nếu mà em mà không có, em lên trễ một chút mọi người thông cảm nha. Bữa giờ cứ giữ đúng cái chữ mà giữ đúng cái giờ, thành ra mình giống như mình bị giống như là mất ngủ á. Tại vì khi mà mình muốn đúng giờ với mọi người, cái thành ra giống như mình nằm ngủ, mình chập chờn, mình sợ trễ giờ đó. Rồi sao bây giờ như vậy nha, mình mở một cái bài nhạc trước khi mình off ha. Mọi người ơi, đừng làm ơn. Dạ, cảm ơn Dũng Mai. Cảm ơn Mark nha. Nãy giờ cô có thấy Mark, nhưng mà Mark nói tóc cô đẹp á. Cô sợ cô trả lời con, cô đi xa quá nha con.